Chào các bác nhá, chào anh em trong hội Mỹ Chim Đêm. Shop Tân Ánh nhá, shop Ngọc Ánh chuyên cung cấp các loại loa phụ kiện cho anh em bẫy chim nhá. Giới thiệu với anh em các loại lưới bẫy chim nhá, lưới cho anh em bẫy chim đêm. Lưới màu đen này là bên cơ sở đã nhuộm cho rồi nhá, nhuộm rồi. Lưới màu đen này là lưới mắt năm, lưới mắt năm đây. Lưới mắt năm này thì dành cho anh em chơi các loài chim nhỏ như là con mắt đỏ, ốc cao, hay là một số nơi gọi là con chim tí nị gì đấy nhá. Đây. Sợi cước này ấy, nó là sợi cước 16 nhá, nói chung khoảng 15-16, đã nhuộm sẵn rồi. Nói chung là tùy từng loại tay thôi, có tay nhuộm được, có tay chưa nhuộm được. Như cái này đã nhuộm rồi nhá. Cái này thì là bên shop là đặt họ là làm cho cái dây giường đặc, nhưng mà có một số tay thì vẫn sót nhá, một số tay thì họ chắc là họ thiếu dây. Đây này, tay này thì toàn bộ nhá, tay này toàn bộ là dây giường đặc hết. Và cái loại mắt năm này ấy, là chiều cao của nó nhá, chiều cao có là 120 mắt nhá, làm thành 5 giường 4 túi anh em nhá. Còn một số tay này thì là cái dây giường trên ấy là bằng cước đặc, thế còn dây giường giữa thì là bằng cước xe. Cái này là nó bị thiếu cước, nó phải luồn vào nhá. Thế đúng ra là bên shop là đặt toàn cước đặc không ấy nhá, thì cái này cũng không ảnh hưởng nhiều đâu nhá. Cái tay này là tay mắt năm này nó là trên 80 mét, nó nằm ở khoảng 90 mét đấy, 90 mét nhá, 90 mét tay này mắt năm này. Cái này thì đã thắt chống gió, anh em lưu ý nhá, thắt chống gió là chỉ có thắt giường trên thôi, còn giường dưới là giường trên cùng thôi, còn giường dưới cùng ấy là để tự do. Tại vì nhiều khi chim nó lao vào ấy thì cái lưới nó mới xô lại được, thì nó mới cuốn con chim mạnh. Thế còn nếu mà thắt cả dây giường dưới ấy, là chim lao vào nó không xô, thường xuyên là bị mất chim nhiều, nó không cuốn nhá. Cái này là anh em đánh chuyên nghiệp là đã nắm được vấn đề này rồi. Còn một số anh em mua về mà thắt cả trên cả dưới ấy, người ta phải cắt ra đấy, chỉ để dưới trên thôi. Cái đây là lưới mắt năm này, đây lưới mắt năm nhá. Tay là đạt ở cái mức là trên 80 mét, trên 80 mét, khoảng 90 mét đấy nhá. Đấy, lưới mắt năm, 5 giường 4 túi, sợi cước 16. Này là đảm bảo cho các bác đánh là nó bén, nó không quá thô, và cũng độ dai cũng đạt được rồi nhé. Còn bên này ấy, là lưới trắng nhé, đây là lưới trắng này, mắt 8 phân, dành cho anh em đánh cuốc biển, đánh tung hú nhé. Cái này là nguyên một cái treo nguyên của nó thì cũng đạt được cái mức nó khoảng 90 mét hơn đấy, hơn 90 mét một chút, không đạt 100 mét đâu, không đủ 100 mét đâu. Cái lưới này là sợi cước 20 nhé, sợi cước 20, mắt là mắt 8 phân này, sợi cước 20 đấy. Và cái loại này ấy, chiều cao của nó là 100 mắt và được chia thành 6 giường 5 túi nhá, 6 giường 5 túi. Đặc biệt cái loại này ấy, thì toàn bộ dây giường là toàn bộ là dây cước đặc hết nhá, dây giường này 6 dây giường là toàn bộ dây cước đặc hết. Đây là treo nguyên này, thế còn cái túi nó nhỏ hơn một chút là treo nửa. Đây, treo nửa thì nó đạt khoảng 40 mét hơn nhá, còn treo nguyên thì sẽ đạt hơn 80 mét đến 90 mét. Đây, bác nào mà đồng đất mà nó hẹp cần cái treo ngắn ấy thì là lấy cái loại treo này, treo này là treo cắt đôi nhá, là hơn khoảng hơn 40 mét một chút, còn treo này là hơn 80 mét. Thế còn ngoài ra thì có cả lưới nhá, vừa nãy tôi nói là cái lưới mắt năm đen này này là cái lưới nó đạt hơn 80 mét, hơn 80 mét nhá. Thế còn các bác nào mà có nhu cầu mà chơi cái loại mắt năm mà nó ngắn thì các bác lấy sang cái tay lưới trắng này, là một treo này là hơn 40 mét, hơn 40 mét nhá. Mắt năm, sợi cước thì cũng là sợi cước 15 đấy, sợi cước 15 này. Dây giường thì cũng là dây giường đặc, nhưng cái loại này là lại chưa nhuộm, còn bên kia thì nhuộm rồi. Nó tùy từng đợt hàng thôi, có đợt mà bên cơ sở họ không nhuộm được, có đợt họ nhuộm được. Nhá, anh em mua mắt lưới mắt trắng là màu trắng này về muốn nhuộm thì tự nhuộm lấy nhá, tự nhuộm lấy. Thì đây là các loại lưới để cho anh em đánh chim đêm. Thì cơ bản giới thiệu với anh em là có hai loại, shop làm hai loại là chính, loại mắt năm và loại mắt tám. Đấy, loại mắt năm và loại tám. Thì bây giờ cái loại mắt tám này là sẽ bẫy được con cuốc biển này, gà đồng này, sâm cầm này, tu hú này, nhá, cả cuốc ta, cuốc đồng nữa nhá, cuốc ta, cuốc ngược trắng ấy.
Thế còn loại mắt năm này thì dành cho các bác đánh rẽ run, đánh tí nị, đánh mắt đỏ, đánh con ốc cao, đánh con tràng nghịch, thì gọi là những con chim nhỏ hơn, thì đánh bằng cái lưới mắt năm này nha các bác. Lưu ý kỹ này, lưới mắt năm là 5 giường 4 túi đấy, 5 giường 4 túi nhá. Nó có tay 40 mét hơn, tay hơn 80 mét, hơn 80 mét thì màu đen bên này nha, màu đen bên này. Thế còn tay hơn 40 mét thì màu trắng đây. Thế còn lưới mắt 8 thì cũng có tay nguyên là hơn 80 mét và tay cắt đôi là hơn 40 mét. Thì mắt 8 này sợi cước là sợi cước 20, 6 giường 5 túi nhá, 6 giường 5 túi. Cái chiều cao của nó là 100 mắt đấy, 100 mắt. Thế đây là lưới đánh chim đêm nhá. Thì cái loại này ấy, toàn bộ là đã thắt chống gió giường trên cùng và luồn sẵn 6 dây giường đã rũ ra rồi. Nhưng mà chưa có thắt khoang chia cọc nhá. Chưa có thắt khoang chia cọc. Thì cái này về các bác phải tự thắt khoang, tự chia cọc. Thì đây này người ta có cho thêm mấy cái dây này. Về là các bác thắt khoang chia cọc để chia túi đấy, nó cho thêm mấy dây này, dây cước đặc hoặc là dây cước xe đấy nhá, thì có cho thêm cái này. Thì ngoài cái lưới bẫy chim đêm ra thì còn anh em nào một đam mê cái bên shop còn có cả lưới tàn hình nhá, lưới tàn hình đây này, đây là lưới tàn hình đây các bác xem kỹ này. Cái này lưới này là lưới mắt 3 dành cho bẫy khuyên, bẫy di nhá, bẫy cả sẻ luôn. Nó là lưới tàn hình mắt 3 phân này, chiều dài nó là 15 mét, còn chiều cao họ ghi 5 mét, đây là họ ghi nhầm không đúng đâu. Chiều cao này đúng là 5 mét rồi đấy, tôi quên, xin lỗi nhá, chiều cao 5 mét. Thế còn cái này thì cũng đã chia túi rồi thôi nhá. Đây, bóc thử một tay này, đã chia túi có nghĩa là cái này là tới tận 9 giường. 9 giường 8 túi nhá. Hàng này gọi là hàng đặt. Một tay thì 15 mét cho nó phù hợp chứ không dài quá, cho dễ đánh. Nhá. Đây. Sợi cước rất là đẹp nhá các bác nhá. Đây này. Đây các bác này, đây là cái đầu lưới của nó nhá. Đây. Nó là 9 giường ấy, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 giường nhá, 9 giường, 8 túi. Đấy. Cái loại này là loại lưới tàn hình để cho anh em bẫy di bẫy sẻ các bác này. Sợi cũng rất là mảnh, sợi rất là đẹp nhé. Rồi, tất cả các loại lưới bẫy chim, các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của bên shop nhé, shop Tân Ánh, Ngọc Ánh, đến từ Nhà Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Mong được phục vụ các bác nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé.